Vâng, cái mà đậu đỏ với củ dừa. Thưa chị Bùi Quyền và Thông Quyến, tôi Mũ Đỏ Nguyễn Vũ Dương và cũng là đại đội trưởng 54 tiểu đoàn 5 nhảy dù, xin đại diện cho Mũ Đỏ bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch ban chấp hành trung ương gia đình Mũ Đỏ Việt Nam, và cũng xin đại diện cho tất cả các cựu sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến binh thuộc tiểu đoàn nhảy dù. Chúng tôi xin gửi lời thành kính chia buồn với chị và Tạ Quyến đã mất đi một trong những người